Sự giúp đỡ và tình thương vô điều kiện là giải pháp. Kính chào sư phụ, chào quý vị. Kính chào sư phụ. Quý vị khỏe không? Chà, nhiều nữ quá hả? Vẫn còn rất nhiều nữ. Rất nhiều nữ giới. Dù chúng ta dời một số sang đó, vẫn còn rất nhiều. Nam giới có vấn đề gì vậy? Tại sao quý vị không đến tu hành? Chỉ ở nhà kiếm tiền thôi hả? Chà, thấy đó, ngay cả nhà sư cũng chỉ có một. Còn Nico thì có bốn. Dạ, tỷ lệ thật đáng ngạc nhiên, ngạc nhiên. Dù sao đi nữa, quý vị khỏe không? Dạ khỏe ạ. Dù sao chúng ta cũng không phải là nam hay nữ. Chúng ta chỉ có linh hồn và sự khai ngộ tâm linh thôi. Mấy người kia không khỏe, bệnh hả? Có thuốc không? À, ta hiểu rồi, được rồi, được, được. Ta hiểểu, giờ hiểu rồi. Xin lỗi, đến từ một quốc gia nhạy cảm. Cũng như hôm qua, trung tâm thiền nào mà đã tìm thấy và nhận người vô gia cư, hãy lên đây. Bắt đầu là Đạo Viên, Bình Đông, tôi nghĩ Hoa Liên. Còn đâu nữa? Đài Đông hoặc Đài Trung. Lên đây, các liên lạc viên. Lên lẹ, lên. Tất cả những ngài đã nhận người vô gia cư, lên đây. Đi nào, nhanh. Tôi không có cả ngày đâu. Quý vị có, tôi không có. Tới đây. Chỉ thế thôi hả? Chỉ có bốn trung tâm. Dạ, Bình Đông. Ở đâu? Dạ, Bình Đông. Bình Đông. Dạ, Lai Nghĩa. Một người, hai người, hai người. Đạo Viên, hai người, ba người, hai người. Thầy tưởng có ba người chứ. Một người đã được con gái đưa về nhà rồi ạ. Ờ, tại sao? Tại sao trước đây cô ta không chăm sóc, bây giờ chúng ta chăm sóc? Ông ấy bị bệnh, bệnh rồi nhập viện nên con gái ông đã đến đưa ông về. À, lạ thật. Sau khi thấy chúng ta chăm sóc ông ấy thì cô ta đến giật ông lại được. Như vậy cũng tốt. Vậy tốt, vậy tốt. Như vậy chúng ta cho con gái ông ấy biết rằng nếu cô không muốn ông ấy thì chúng ta sẽ nhận ông ấy. Ngớ ngẩn. Làm sao con gái có thể không muốn chăm sóc cha mình? Và bây giờ sau khi thấy có vẻ ổn rồi thì cô ta lại xuất hiện. Thôi kệ. Đại Trung một người. Một người. Cao Hồng một người. Cao Hồng một người. Dạ, ông ấy đang chuẩn bị thọ tâm ấn. Chuẩn bị thọ tâm ấn. Dạ. Ông ấy ăn thuần chay đủ ngày chưa? Dạ chưa, vẫn chưa đủ ngày. Có thể phải đợi được tâm ấn sao? Ờ, vậy được, được rồi, không sao. Hộ pháp, đến đây giúp. Đây là cho Đạo Viên. Đạo Viên là đầu tiên. Đến đây, đến lấy. Mang về chia sẻ cùng mọi người. Kế tiếp, ai là người tiếp theo? Đã che chở cho người vô gia cư. Được, bây giờ không quan trọng. Cứ đi lên, Bình Đông hả? Dạ, Bình Đông, đến đây chia sẻ với mọi người. Một trong số họ xin thọ tâm ấn ạ. Hả? Một trong số họ có thể đang nghĩ đến việc thọ tâm ấn. Một người trong số họ muốn được thọ tâm ấn. Được rồi, không sao. Đó không phải là... Đó là một ngày khác. Tôi đang thưởng cho quý vị vì lòng tử tế yêu thương của quý vị. Hoa Liên hả? Đi lên nhóm thứ hai. Hoa Liên hả? Gia Đại Trung ạ. Đại Trung, Đại Trung. Được. Tất cả cùng đi lên. Cao Hồng. Được rồi. Ngồi đó đi. Ngồi, ngồi xuống. Không cần quỳ. Sau này khi phạm sai lầm, quý vị sẽ còn nhiều thời gian để quỳ. Bây giờ không cần. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị. Vì lòng tử tế, từ ái của quý vị. Quý vị có cảm thấy vui không? Hay quý vị cảm thấy không vui khi làm việc thiện? Bây giờ quý vị cảm thấy thế nào? Mỗi người một cái. À,
Quý vị cảm thấy thế nào khi làm điều gì đó tốt? Dạ, rất biết ơn sư phụ. Biết ơn tôi. Đâu phải tôi chăm sóc, chính quý vị chăm sóc mà. Tôi hỏi về quý vị, sau khi nhận những người vô gia cư và chăm sóc họ, cảm giác thế nào? Quý vị cảm thấy thế nào? Vui hơn và sáng hơn. Quý vị cảm thấy vui. Dạ. Quý vị cảm thấy vui khi làm việc thiện. Dạ. Còn quý vị, khuôn mặt của họ đã thay đổi thành rất đẹp. Đấy. Hai người vô gia cư mà chúng con đã nhận, bây giờ trông họ rất đẹp. Cả hai đều cảm thấy khác à? Ồ, khác. Dạ, dĩ nhiên rồi. Trước đây họ khốn khổ, bây giờ thì họ vui. Một người trong họ muốn thọ tâm ấn à? Ồ, tốt quá, tôi đang hỏi về quý vị cảm thấy thế nào? Ý nữa con cảm thấy vinh hạnh khi được chăm sóc họ. Tốt, tốt. Nhóm thứ hai, con đã học được rất nhiều từ việc chăm sóc người vô gia cư. Ông ấy rất có tâm đơn thuần. Tôi hỏi về quý vị, không phải họ. Ta đang hỏi về quý vị. Dạ đúng, gần đây con sống chung với người vô gia cư. Con cảm thấy tâm họ rất đơn thuần. Và con đã học được rất nhiều. Tốt. Cảm ơn sư phụ đã cho các đồng tu tại cao hồn và con học nhiều bài học về tử tế yêu thương. Tốt, tốt. Không phải biết ơn. Quý vị có cảm thấy dễ chịu hay không? Quý vị có cảm thấy rằng đối xử tốt với người khác làm chúng ta cảm thấy vui không? Nếu quý vị vui thì đó là đúng, hiểu không? Đa số quý vị trả lời đều không đúng. Thôi dẹp, kệ thôi. Quý vị nên tiếp tục làm điều đó. Các trung tâm khác cũng nên làm vậy, hiểu không? Lát nữa tôi sẽ tặng trang phục này cho đạo viên làm kỷ niệm. Cảm ơn sư phụ. Hôm nay chúng ta tình cờ nói về những điều này. Và đạo viên là nơi đầu tiên làm điều đó, nên tôi tượng trưng trao cho họ. Dù sao tôi cũng không thích trang phục này lắm. Nút rất khó cài. Lẽ ra tôi có thể ra sớm hơn, nhưng cuối cùng lại loay hoay cài mấy cái nút này. Ôi trời, chúng đều rất cứng. Quá cứng. Tôi không biết làm sao họ làm được. Làm sao họ có thể cài chặt các nút, còn tôi không thể tháo ra. Tôi cũng không thể ấn nút vào lỗ. Ôi, mất rất nhiều thời gian. Trông thì đẹp, nhưng mất rất nhiều thời gian. Coi đó, một nút không được cài đúng hay sao đó. Đúng vậy. Khó quá. Bây giờ quá khó để tôi cài chặt nút lại. Nhìn xem, nó không chịu chui vô. Cô ấy mài mấy cái quỳ áo quá hẹp. Tất cả họ có thân thể cường tráng, tay họ rắn chắc như răng sắt. Nhưng tôi thì khác. Thêm vào đó, tôi quá bận và vội vàng như thế. Thời gian của tôi được tính bằng giây. Như thế này, thấy không? Nó không vào thêm nữa. Nó cần bôi trơn để vô, thấy không? Nó không vô nữa, tôi không nói dấu quý vị. Ôi chào, trời ơi. À, xong rồi. Hãy chu đáo hơn khi làm bất cứ việc gì. Hãy biết nghĩ đến người khác. Sợ cứu quý vị không thôi cũng chưa đủ tốt. Nơi trú ẩn, dĩ nhiên. Quý vị có rất nhiều thời gian và có đồng tu giúp quý vị. Nhưng tôi không thể cứ yêu cầu đồng tu đến giúp tôi bất cứ lúc nào. À, bây giờ cô có thời gian không? Cô có tới cài nút giúp tôi được không? Hiểu không? Tôi không thể cứ hỏi bất kỳ lúc nào như thế. Trông rất dễ dàng, tôi tưởng sẽ ổn. Nên tôi đã không nhờ ai hết. Và tôi không muốn. Tôi có thể xử lý cái gì thì tôi tự xử lý một mình. Bởi vì khi người ta vào nhà quý vị, họ sẽ mang theo những bạn khác. Chẳng hạn như gián, kiến, dùng đất, tôi không biết gì nữa, âm và rất nhiều loại. Phải mất ít nhất một tuần, họ mới theo bạn của họ đến một nơi khác. Ý tôi là một tuần, sau khi người đó rời đi, những con gián đó, giả sử người đó có duyên với gián, thì đến một tuần sau gián mới rời đi. Con kiến thì tôi không biết. Đôi khi chúng không bỏ đi một thời gian rất lâu. Một khi chúng vào, chúng sẽ không rời đi. Thành ra không dễ để có ai đó giúp quý vị. Có một cái giá đi kèm với nó. Quý vị không biết về việc trả cái giá đó đâu.
Nó không nói bao nhiêu đại tệ. Nó không nói. Nó âm thầm khấu trừ từ tài khoản ngân hàng tâm linh của quý vị. Để quý vị cảm thấy bị hành hạ. Bị hành hạ về tinh thần. Nó hành hạ tâm trạng của quý vị. Không đơn giản vậy đâu. Cho nên, bất cứ ai muốn giúp sư phụ không cần phải tự hào nha. Tôi có một thời gian vất vả để rửa nghiệp ở đằng sau. Nhưng tôi không thể lúc nào cũng tránh nhờ giúp đỡ được. Ví dụ, có một số việc tôi không làm được. Hoặc một số công việc đòi hỏi. Đàn ông có cơ bắp hoặc là máy móc. Những ốc vít nhỏ tôi có thể tự vặn được. Những việc nhỏ mà không cần nhiều sức lực, không cần máy móc lớn, tôi có thể tự làm được. Nhưng nói đến việc sửa cửa hay sửa cái gì đó, thì dĩ nhiên là tôi không thể. Tôi không có dụng cụ, cũng không có kỹ năng chuyên nghiệp, hoặc thời gian để làm, không có thời gian để làm. Nhưng tôi thật sự ráng tránh nhà vả càng nhiều càng tốt. Đừng nghĩ rằng dường như có rất nhiều người xung quanh hoặc luôn có người giúp sư phụ. Không, tôi chỉ có một mình. Dọn dẹp, lau sàn, mặc trang phục, trang điểm, nhuộm tóc. Tôi tự làm hết, nếu không sẽ mất rất nhiều thời gian và tốn rất nhiều tiền. Nếu đi ra ngoài để nhuộm tóc, cũng tốn rất nhiều tiền. Nếu ai đó thật sự cần được giúp đỡ, chẳng hạn như vệ sĩ, giống như vài ngày trước chúng ta cần vệ sĩ bên ngoài để bảo vệ đoàn múa Hàn Quốc. Vì cách đây lâu rồi, trước khi có hòa bình, họ đã đào thoát qua nhiều nước, rồi mới có thể quay về Nam Hàn. Đó là trước đây. Có lẽ bây giờ không cần nữa. Mọi người đợi đến khi có thông tin thật sự, họ mới vội vàng chạy qua. Vì vậy, sau khi họ qua, chính phủ Nam Hàn đã bảo vệ họ. Họ đi đến đâu cũng có nhiều vệ sĩ. Nếu mình muốn mời họ, thì mình phải có vệ sĩ và cảnh sát, hiểu không? Và cần phải có sự chấp thuận của cha mẹ họ. Nên việc này rất phức tạp. Nếu tôi mà như vậy, thì phải tốn rất nhiều tiền. Để ngày nào cũng có vệ sĩ thật sự tốn rất nhiều tiền. Rồi nhuộm tóc tốn rất nhiều tiền. Một nghệ sĩ trang điểm cũng tốn rất nhiều tiền. Và có người giúp cài mấy cúc áo cho ôi lại nữa, tốn rất nhiều tiền. Vậy nên đời sống của tôi trong ngăn nắp, tóc dựng và đủ thứ, nhưng tôi tự làm tất cả nên rất tiết kiệm thời gian và tiết kiệm tiền. Bởi vì nếu nhuộm tóc ở bên ngoài, tôi cần có một chiếc xe để đi, rồi cần thêm một tài xế nữa. Nếu tôi thật sự sợ, thì cần có vệ sĩ. Tôi sẽ tính toán nếu thật sự cần vệ sĩ. Hay không? Một đoàn múa thôi mà đã cần nhiều vệ sĩ như vậy. Bởi vì số lượng vệ sĩ cần thiết tùy vào quy mô của khu vực. Và điều đó tiêu tốn của chúng tôi rất nhiều tiền chỉ trong một ngày, khoảng một ngày rưỡi. Nếu sư phụ cần những vệ sĩ như vậy mỗi ngày, nếu khu vực rộng lớn như thế thì cần bao nhiêu vệ sĩ cho đủ đây? Quý vị có thể tính toán nó sẽ tốn bao nhiêu tiền. Rồi tôi thực sự sẽ trở thành một minh sư thật đắt đỏ. Rất đắt, sư phụ đắt nhất. Thông dịch ổn chứ? Dạ ổn ạ. Lâu rồi tôi không nói tiếng Hoa, nên hôm nay tôi nói tiếng Hoa cho họ nghe, nếu không họ sẽ nghĩ rằng tôi bỏ mặc họ và họ sẽ giận. Quý vị thấy thoải mái không? Dạ thoải mái ạ. Loại hệ thống này có một chút hơi nước cũng không tệ. Dạ đúng. Nên tôi cũng cảm ơn những ai đã sắp xếp nơi này và giúp làm nó thành thế này để quý vị cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng đó là dành cho cây cối. Các vòi phun sương là để tưới cây, quý vị được hưởng sái nhờ cây cối. Đúng thế, bởi vì chúng tôi nghĩ trồng một số phong lan mà vốn dĩ mọc ở nơi hoang dã, chúng thích ẩm. Nóng nhưng càng ẩm mới được. Vì vậy, chúng ta tình cờ tận dụng hoàn cảnh.
và cũng được lợi ích từ đó. Nhân đây tôi muốn cảm ơn mấy trung tâm thiện đó. Mặc dù chỉ vài người trong số quý vị tìm thấy như vậy gia cư, nhưng mọi người đều chia sẻ công đức tâm linh chung. Chúng ta không chỉ chia sẻ cộng nghiệp, chúng ta cũng chia sẻ công đức chung. Nếu cộng thì không công bằng. Chúng ta luôn nói về việc chia sẻ cộng nghiệp. Bây giờ chúng ta đang chia sẻ công đức tâm linh chung. Quay lại và cùng ăn với nhau. Chúng ta không đòi hỏi công đức khi làm việc. Dĩ nhiên ai cũng biết điều đó, phải không? Nhưng tại sao quý vị không tìm người vô gia cư sớm hơn mà đợi sư phụ nói mới làm? Quý vị không nghĩ tới hả? Trung tâm Bình Đông đã chăm sóc họ trong những ngày đầu. Quý vị đã chăm sóc, tôi biết mỗi mùa đông tôi cũng góp một số tiền. Và quý vị đi ra ngoài để giúp họ, quý vị cũng thường đến phục vụ cho họ. Điều đó cũng tốt, nhưng cái họ cần là một mái ấm. Họ cần một cuộc sống ổn định. Và có thể họ sẽ dùng thời gian còn lại để nghỉ ngơi và giải thoát. Đó sẽ là điều tốt nhất, không chỉ là một căn nhà cho họ tâm ấm. Nếu họ muốn tạo tâm ấm, nhưng định thúc ép họ. Đối với người cao niên vượt quá giới hạn của tuổi mà chúng ta quy định nhưng đang thuần chay từ lâu, thì cũng có thể cho họ tạo tâm ấm. Tôi rất vui vì ra quý vị đã làm những gì ta nói. Dĩ nhiên, lời dạy tốt thì nó làm theo, lời dạy xấu thì không thể nghe theo. Chúng ta có đầu óc sáng suốt để biết đúng sai. Tôi chưa bao giờ dạy quý vị bất cứ điều gì xấu, phải không? Dạ phải. Thật sự không có ha? Dạ không có. Quý vị chắc không? Dạ chắc. Được, quý vị thông minh. Hôm nay tôi để quý vị kể bất cứ gì quý vị thích, nhưng không phải những điều vớ vẩn, không phải bơm, không phải những quả bơm ngu ngốc, và không phải đủ thứ kiểu nhõng nhẽo. Chỉ muốn được chú ý và mất thời gian của tôi. Thời gian của tôi rất quý báu. Ngồi đây là một sự hy sinh của tôi cho quý vị, nhưng thỉnh thoảng tôi cần xuất hiện, có lẽ nói là lời nhắc nhở quý vị tu hành. Đó là lý do tôi làm thế, chứ tôi thật sự không thích đi đâu cả, thậm chí không muốn bước ra khỏi hang động của mình. Tại sao? Tôi cần gì? Mấy cúc áo tệ hại hay là gì? Tôi hầu như tự làm mọi thứ rồi. Tôi cần gì khác từ ai? Hoặc tại sao tôi cần phải gặp ai khi tôi có thể gặp các vị thiên đế huy hoàng, xinh đẹp và lộng lẫy về tâm linh bên trong? Tại sao tôi phải gặp quý vị, bất kỳ ai trong quý vị? Đâu phải tôi không có bầu bạn hay là cảm thấy cô đơn. Không, chắc quý vị giỡn chơi. Quý vị giỡn chơi sao? Nếu nghĩ như vậy thì quý vị thật sự ngu ngốc. Ngốc nhất trong tất cả những kẻ ngốc, bậc thầy của tất cả những kẻ ngốc. Quý vị có câu hỏi nào không? Có thể nói tôi nghe bây giờ. Chỉ những câu hỏi tâm linh thôi. Và những câu hỏi thật sự, không phải giả bộ. Giả bộ cũng là nói dối. Nói dối với sư phụ là nghiệp rất lớn, rất tệ cho quý vị. Cho dù đã thọ tâm ấn, quý vị vẫn sẽ trả giá cho điều đó. Thậm chí có lẽ quý vị phải đọa địa ngục. Còn tùy quý vị nói gì, tùy loại lời nói dối nào. À, đúng lúc. Đôi khi tôi không thể ra gặp quý vị vì lý do khẩn cấp nào đó. Bởi vì đôi khi tôi đang làm việc gì đó hoặc có lẽ chuẩn bị đi ra ngoài. Nói tiếng Anh được không? Dạ được. Tất cả quý vị đều có thông dịch chứ? Dạ có. Tốt. Được. Thông dịch có tốt không? Dạ tốt ạ. Bởi vì có một số người nước ngoài ở đây, tôi phải nói một chút tiếng Anh. Tôi nói tiếng Anh trôi chảy hơn. Còn tiếng Đài Loan phong xa thì phải suy nghĩ một chút. Và tôi cũng không thể dùng chữ theo cách mà người Hoa dùng. Có lúc khi cố gắng diễn đạt một số ý tưởng, tôi nói tiếng Hoa không lưu loát như tiếng Anh. Ngay cả tiếng Đài Loan Việt Nam của tôi cũng không lưu loát, vì đã quen nói tiếng Anh rồi. Được rồi. Có câu hỏi nào ở đây không? Quý vị từ xa xôi đến, nên có thể hỏi tôi bất cứ điều gì. Nếu muốn thì giơ tay. Và Miro sẽ chạy đến chỗ quý vị.
Không hả? Người phương Tây không có câu hỏi. Không có câu hỏi. Không có gì. Dạ không. Tốt, tốt lắm. Không, họ nói không. Họ nói nada nghĩa là không. Đừng đứng trước mặt cô ấy. Không ha. Được. Còn người đại hàng. Có câu hỏi nào không? Hay chắc chắn hỏi câu hỏi hay. Nếu không, quý vị biết, phải không? Hiện tại quá trình thanh lọc rất 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 gắt gao. Chỉ những người tốt mới có thể ở lại xung quanh. Không phải tôi không khoan dung quý vị, mà các cõi thiên đàng không muốn. Các cõi thiên đàng không muốn bất kỳ hạt giống tệ nào xung quanh. Những hạt giống vô dụng hoặc gây rắc rối vô cớ, lãng phí thời gian của tôi và lãng phí thời gian của người khác và lãng phí không gian quý báu ở đây. Câu hỏi. Con đang tự hỏi làm sao Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát đi trong địa ngục mà không bị ảnh hưởng bởi từ trường của địa ngục. Ngài là một vị Bồ Tát. Ngài không phải là quý vị. Ngài có lực lượng. Và đó là công việc của Ngài. Cái gọi là công việc, Ngài đã phát đại nguyện rằng nếu tất cả địa ngục chưa trống, Ngài sẽ không bao giờ nhập Niết Bàn. Ngài sẽ không bao giờ thành Phật hoàn toàn. Cho nên lời thệ nguyện mạnh mẽ của Ngài được hỗ trợ bởi công đức tâm linh của chính Ngài từ vô lượng kiếp. Vô tận như các sông hàng. Quá mạnh mẽ. Và khi Ngài phát lời nguyện này, tất cả các vũ trụ đã chứng điều đó và giúp Ngài bảo vệ Ngài để Ngài có thể thực hiện công việc của Ngài trong địa ngục. Nếu là quý vị hoặc quý vị, bất cứ ai đến đó, ngay lập tức sẽ gặp rắc rối, bị cháy hoặc đau khổ, thậm chí không thể giúp chính mình. Đừng nói chi giúp bất kỳ ai khác. Thấy đó, thành ra, chỉ có Ngài mới có thể giúp trong địa ngục. Ngài quá thành tâm và quá mạnh mẽ. Vì vậy, tất cả các vũ trụ cũng giúp Ngài. Và Ngài rất vô điều kiện. Ngài không muốn gì cả. Bởi vì nếu chúng ta làm việc gì đó mà muốn nhận lại đền đáp, thì có thể chúng ta sẽ chỉ nhận được đền đáp, chứ không phải thành quả. Vì vậy, sự giúp đỡ và tình thương vô điều kiện là giải pháp. Ngài không muốn gì cả. Ngài chỉ muốn cống hiến, thậm chí hy sinh địa vị Phật của Ngài chỉ để an trụ là một vị Bồ Tát đứng hàng thứ hai để Ngài có thể giúp người trong địa ngục. Vì vậy, tất cả công đức của Ngài sẽ được hồi hướng cho lời thệ nguyện này, mục tiêu này. Do đó, Ngài không bị làm hại. Đừng thử nha. Làm ơn. Còn câu hỏi nào khác không? Quý vị có hài lòng với câu trả lời của tôi không? Nếu có thể, con xin nói thêm một điều nữa. Chúng ta thật sự không nên thử. Vì khi chúng ta giúp người khác thì cũng giống như vậy. Chúng ta vô tình, tự nhiên lãnh nghiệp của họ. Con cảm thấy như chúng ta lãnh nghiệp nào đó từ người khác và rồi chúng ta nhận chút đau khổ từ người khác. Dịch ra đi. Con nghĩ micro không tốt mà. Không, micro tốt, chỉ là tôi ngồi cạnh cái quạt. Dạ. Ngoài ra, cô cố gắng trình bày đơn giản. Lại nữa, có tiếng vang, nói tôi nghe. Dạ, sư phụ đã nói rằng Chúng con không nên thử như Ngài Địa Tạng. Địa Tạng Vương Bồ Tát, đúng. Thật sự nguy hiểm cho chúng con, dĩ nhiên. Nhưng khi chúng con giúp đỡ tha nhân đang đau khổ trên địa cầu này, nó hơi giống như vậy. Hơi giống như nếm trải địa ngục. Không. Nó khác với giúp những người dưới địa ngục. Khác hả?
Con ở đây họ đau khổ, nhưng không như dưới địa ngục, không giống như bị thiêu đốt mỗi giây phút, mỗi ngày. Không, ở địa ngục họ không còn tâm trí nữa, họ không thể... Họ đau khổ mà không thể cầu nguyện, họ không hiểu gì nữa. Ngài chỉ giúp những ai thật sự có thể giúp được. Còn hiểu biết đôi chút, còn đau khổ ít hơn một chút. Thành ra, Ngài cần phải ở đó mọi lúc. Bởi vì Ngài giúp từng người một. Ai còn hiểu biết đôi chút, thì Ngài giúp. Ở đây nó khác. Trên thế gian, trí óc con người hiểu được những gì quý vị nói. Họ đau khổ, nhưng không như dưới địa ngục. Dưới địa ngục, quý vị sẽ đau khổ, dù quý vị muốn đến đó để giúp họ. Ở đây, quý vị không sao và có thể thiền để giảm bớt nghiệp. Nó khác. Tôi nói đừng thử, nghĩa là đừng cố gắng xuống địa ngục để giúp những người ở đó. Vì quý vị sẽ chết, quý vị sẽ đau khổ trước khi có thể giúp bất cứ ai. Quán Thế Âm Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, các Ngài có thể. Các Ngài có lực lượng do thiền định. Đời đời kiếp kiếp, vô lượng kiếp của lực lượng tâm linh. Các Ngài cứu trong nhiều, rất nhiều. Quý vị không thể đo được công đức của các Ngài, cho nên dù các Ngài sử dụng nó để giúp những người dưới địa ngục, các Ngài sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng quý vị thậm chí không có chút nào. Ý tôi là những người bình thường. Công đức của quý vị rất ít, hoặc bằng zero, dưới zero. Đó là lý do tôi nói đừng thử, như nói đùa. Nhưng nói thật, đừng cố gắng xuống địa ngục, dù sao thì quý vị cũng không thể. Quý vị không thể đến đó. Giống như quý vị không thể lên thiên đàng, thì cũng không thể xuống địa ngục nếu không có lực lượng. Dù sao thì quý vị cũng sẽ bị chặn ngay tại cổng. Nếu không có công việc gì để xuống địa ngục, họ sẽ ngăn quý vị đó. Quý vị không được phép xuống địa ngục nếu quý vị muốn, dù muốn đi nữa. Chỉ những người có công việc để làm ở đó thì mới có thể đi. Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, khi chưa thành Bồ Tát, Ngài là người con gái hiếu thảo. Mẹ Ngài đã vãng sanh và Ngài muốn tìm mẹ của Ngài. Và bởi vì trong cuộc đời của Ngài, mẹ của Ngài không bao giờ làm điều gì tốt mà còn làm điều xấu. Có lẽ phỉ báng những người tu hành, tăng ni chân chính này nọ, tương tự như mẹ của Ngài Mộc Hiền Liên. Nên bà đi xuống địa ngục. Và cô con gái này rất thành tâm, rất thuần khiết và rất hiếu thảo. Cô cầu nguyện hoài. Vì vậy, một trong những vị Bồ Tát đã đến giúp cô, nói rằng nếu muốn con có thể xuống địa ngục, con sẽ gặp mẹ con dưới đó. Và đó là cách cô có thể đi nhờ lực lượng của Phật. Sư phụ của cô vào thời điểm đó, nếu không, cô thậm chí không thể vào cửa. Và sau đó, khi cuối cùng, cô có thể vào địa ngục, họ thậm chí còn gọi cô là Thưa Bồ Tát, Thánh Nhân. Ngài muốn làm gì ở đây? Tôi có thể giúp Ngài không? Nếu quý vị không đủ lực lượng, thì không thể đến đó và được đối xử như vậy. Dù sao thì quý vị cũng không thể vào được. Nó giống như là nhà tù trên địa cầu chúng ta. Thậm chí phải là người thân hoặc bạn bè của tù nhân thì mới được vào đó nhìn. Một số tù nhân thậm chí không ai được phép đến thăm. Quý vị biết điều đó. Không như, đó là một khu vực tồi tệ. Dù sao thì cũng không ai muốn đến nên tôi có thể vào nếu muốn. Không, không thể. Vào địa ngục cũng khó như vào thiên đàng vậy. Cũng như mình không thể vào bất kỳ tòa nhà chính phủ hay dinh tổng thống nào nếu không có phần sự ở đó. Cũng vậy, quý vị không thể tùy ý vào bất kỳ nhà tù nào. Tôi chỉ nói đừng thử, nhưng dĩ nhiên quý vị không thể đến đó, trừ phi quý vị có duyên. Cũng giống như Mộc Hiền Liên, vì ông là đệ tử của Đức Phật và là một trong những đệ tử hàng đầu, nên ông mới có lực lượng để đi xuống địa ngục. Chứ ngay cả những chư tăng khác cũng không thể. Vì vậy, người con gái hiếu thảo đó
Sau này, Ngài ấy thấy quá nhiều đau khổ dưới địa ngục và tất cả những người cai ngục, những người canh gác của các tầng địa ngục đã giải thích cho Ngài biết tại sao những người địa ngục đó lại đau khổ như vậy và tại sao những người địa ngục kia lại đau khổ như thế và tại sao những người địa ngục nọ lại đau khổ như vậy. Và Ngài nhìn thấy những đau khổ kinh khiếp, đau lòng đến nỗi Ngài không thể chịu nổi. Đó là lý do Ngài phát nguyện rằng Ngài sẽ cứu độ, Ngài sẽ cứu giúp trong địa ngục vì tình thương mà Ngài dành cho mẹ Ngài. Ngài cảm thấy rằng nếu mẹ Ngài đau khổ như vậy và những người khác cũng đau khổ như mẹ Ngài, Ngài cũng cảm thấy thương cho họ, cảm thấy đồng cảm, thương xót đối với tất cả những người đang đau khổ dưới địa ngục. Thành ra Ngài phát nguyện, Ngài nói nếu địa ngục không trống, tôi nguyện không thành Phật. Đó là lời thệ nguyện vĩ đại nhất mà mình có thể nghe được trong toàn cõi sáng tạo. Quý vị không thể làm điều đó. Hầu hết mọi người trên địa cầu này, tình thương rất ít, gần như bằng không. Ý tôi là tình thương thật sự, công đức rất ít, dưới không. Nếu không có lực lượng minh sư, nghĩa là được tất cả chư thánh hoặc một vị thánh nhân nào giúp đỡ thì quý vị sẽ không bao giờ thoát ra được, chứ đừng nói chi xuống địa ngục hoặc giúp bất kỳ ai khác, hoặc thậm chí giúp con người trên địa cầu này. Quý vị dựa vào lực lượng minh sư để làm bất cứ điều gì quý vị làm. Nên dù làm điều gì đó tốt, thì cũng đừng quá kiêu ngạo. Bởi vì nếu kiêu ngạo về những gì quý vị làm, nghĩ rằng quý vị đang làm gì đó và quý vị rất vĩ đại, thì lực lượng phủ định ma vương sẽ lấy đi công đức đó của quý vị. Bất cứ điều gì quý vị nghĩ trong cõi giới tâm trí, trí tuệ hay vật chất, đều thuộc về thế giới bóng này. Bất cứ điều gì quý vị để lộ ra ngoài cõi giới tâm linh, nếu quý vị để lộ ra bất cứ điều gì từ đây, quý vị nói về nó, quý vị nghĩ về nó, thì nó thuộc về thế giới bóng. Và thế giới bóng thì bị ma vương cai trị, và quý vị sẽ bị mất. Nếu nói về điều đó, quý vị sẽ mắc nợ. Nghĩa là quý vị sẽ phải làm lại việc đó nhiều lần, khoe khoang về hành động tốt của mình bao nhiêu lần, thì quý vị sẽ phải làm lại việc đó bấy nhiêu lần. Và nếu không có cơ hội làm lại, thì quý vị mắc nợ điều mà quý vị nói quý vị đã làm và đã không làm lại. Hiểu không? Dạ hiểu. Nếu tất cả quý vị đều có rất nhiều lực lượng có thể xuống địa ngục cứu người khác, thì tôi đã không cần phải ngồi đây. Tôi có thể ngồi trong hang động, ôm người thân chó của mình, cưng nặng họ, cho họ thức ăn. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong ngày của tôi, mỗi ngày, khi tôi có thể ở bên người thân chó và được bao quanh bởi tình thương vô điều kiện và tình cảm chân thật. Tôi cảm thấy rất vui. Tôi cho họ thứ gì đó, họ vẫy đuôi ăn, rồi họ liếm nướng chân tôi với tất cả tình thương và lòng biết ơn. Dù tôi không cho họ bất cứ thứ gì, tôi bước vào nhà, họ đến và liếm nướng chân tôi. Và một số nhảy chồm lên vai tôi, một số liếm mặt tôi, một số liếm tay tôi, một số liếm ngón chân tôi. Cô chó nhỏ liếm ngón chân, không thể nhảy lên, có thể nhưng cảm thấy không thích, tôn kính hơn. Và good love đến, cả đảo xung quanh. Tôi thích đời sống như vậy. Tôi thật sự không thích ngồi đây nói chuyện với quý vị. À, không phải là tôi không thích. Ý tôi là tôi không mong muốn gì cả. Tôi làm vì bổn phận, phải nhắc quý vị tu hành. Khi nhìn tôi, có lẽ một số quý vị cảm thấy hồi phục lại đức tin của mình. Rồi quý vị tu hành chăm chỉ hơn và quý vị có thể tự cứu mình, chuộc tội và giúp 5, 6, 7, 8, 9, 10 đời của quý vị. Tôi chỉ muốn vậy thôi. Không phải tôi không thích quý vị. Tôi rất vui khi gặp quý vị, rằng quý vị đã đến, nhưng tôi cũng rất vui khi được ở một mình. Đó là điểm chính. Tôi không mong muốn gặp quý vị để tôi có thể vui vẻ. À, tôi có mong muốn, tôi có một mong muốn. Tôi muốn ở một mình với người thân chó của tôi. Nhưng đến gặp quý vị cũng không sao. Không phải như nếu không gặp quý vị thì cảm thấy ngứa ngáy hay mong nhớ ở đâu đó. Nếu tôi không có đệ tử nào, tôi thích ngồi trong hang động hơn. Không làm gì cả, làm một việc gì khác, một việc gì vô hình với quý vị.
Bởi vì đôi khi khi tôi thiền, tôi có thể giúp nhiều hơn nữa, nhiều người khác đang cần giúp đỡ. Giống như một ngày nọ, tôi đang ngồi, đang làm công việc của mình, công việc giấy tờ cho truyền hình vô thượng sư hay là thấy má gì đó, không nhớ nữa. Và sau đó, có một thông điệp đến nói đệ tử cũ của Ngài đang sám hối. 3 giây nữa cô ta sẽ xuống địa ngục, Ngài có tha thứ cho cô ta hay không? Tôi có 3 giây để ngừng mọi thứ và bắt đầu thương lượng, điều chỉnh hướng đi và kết nối với bất kỳ thẩm quyền phủ định nào mà tôi phải giải quyết. Nếu tôi nói không thì người đó sẽ xuống địa ngục mãi mãi vì cô ta đã làm những điều rất rất tệ với tôi mà tôi không muốn nói quý vị biết. Đôi khi tôi thậm chí không hiểu tại sao người gọi là đệ tử hay đệ tử cũ như là cô ta đã bỏ đi, cô ta đã rời khỏi đoàn thể chúng ta, cô ta rời bỏ tôi vì lý do nào đó. Có lẽ khi mới đến cô ta đã không thành tâm rồi. Cô ta chỉ muốn xem tôi có giỏi hơn cô ta hay không. Vì cô ta đã học thần thông và đủ thứ. Và trên thế giới này, sử dụng thần thông thấy dễ hơn. Có thể thấy kết quả. Có thể cảm thấy có khả năng kiểm soát các thứ, thay đổi các thứ theo một cách nào đó. Và rồi cảm thấy rất tự đắc. Cô ta chỉ đến để kiểm tra tôi và sau đó dĩ nhiên cô ta không cảm thấy gì hết. Cô ta vẫn phải dùng thần thông của cô ta. Nó làm ngã chấp hài lòng hơn. Cũng giống như một kiền liên. Dù đã theo Đức Phật rồi, nhưng ông vẫn rất khó bỏ sử dụng thần thông. Ông dùng thần thông thấy dễ hơn. Nếu quý vị không làm hại ai và không tranh đua với các pháp sư khác, thì sẽ không gặp nhiều rắc rối. Nhưng nếu quý vị làm vậy, họ sẽ ngày càng có nhiều đồng bọn. Và rồi tất cả cùng nhau, họ sẽ hợp thành một sức mạnh mà một mình quý vị dù mạnh đến đâu cũng không đánh bại được. Đó là lý do ông, nghĩa là một kiền liên, đã chết thảm thương trong một loại như hố phân. Bây giờ người này gọi là nữ đồng tu của quý vị, đồng tu cũ, đã rời bỏ tôi và giáo lý và trở lại sống đời sống như lúc trước. Được, không sao, thế nhưng tại sao cô ta lại phải làm điều xấu, dùng nó để hại sư phụ, người mà không làm gì hại cô ta? Có lẽ có điều gì đó cô ta không thích ở tôi mà sau đó cô ta nghĩ rằng tôi cần bị trừng phạt. Nhưng tôi có công việc của tôi làm công việc của tôi, tôi làm mọi thứ theo thiên ý. Tôi phải đội mũ đẹp, mặc trang phục đẹp, đi giày cao gót, phải làm mọi thứ theo thiên ý. Bởi vì nếu tôi không làm vậy, thì trái với thiên cơ. Nên phải làm như thế. Đó là một thiên cơ buồn cười, nhưng nó là như vậy. Để một số người sẽ nhận ra tôi theo cách đó, những người tốt, những người thành tâm, những người có thể nhìn qua mọi chướng ngại vật chất và ảo tưởng để tìm thấy ngọc quý. Nên bây giờ trong kiếp sống, ở giai đoạn này của chúng ta trên thế gian, tôi phải làm như vậy. Trước đây tôi không cần phải làm vậy. Trước đây tôi là một tu sĩ, nhưng khi tôi là vua, có lẽ tôi cũng đã phải đội vương miện nạm ngọc và đủ thứ. Mình làm tùy theo thiên cơ vào những thời điểm khác nhau của thế giới chúng ta để giúp chúng sinh. Thiên cơ là như vậy. Cái giá phải trả là như vậy. Đó là tổng thể các loại sắp xếp, an bài mà mình đi theo cho thích hợp. Đó là một kiểu thanh lọc. Cũng là một phương pháp, một sự thanh lọc nhỏ. Nhưng để thanh lọc hoặc đi theo thiên cơ như vậy thì cũng có cái lợi và cái bất lợi. Mình thanh lọc những ai không thành tâm, những ai mù quáng hơn những người còn lại, hơn những người khác, nhưng cũng chuốc lấy một số ganh tị, phẫn nộ của những kẻ khác mà tồi tệ hơn những người hay phán xét này. Và nếu họ có lực lượng, có thần thông, có hắc thần thông,
thì họ sẽ tìm cách kiểu như biểu diễn nó. Khá nhiều lần người ta đã tìm cách dùng thần thông hại tôi. Rất nhiều lần, không chỉ một lần, không chỉ những người gọi là đệ tử của tôi hoặc những đệ tử cũ của tôi, mà cả người ngoài nữa. Có khá nhiều đệ tử cố gắng hết sức để xem tôi có đủ sức mạnh để chịu được tác hại thần thông của họ hay không. Đại khái như vậy. Có lúc tôi chịu được, có lúc đau đớn. Đau đớn không hẳn là tôi chết hay gì cả, nhưng nó đau kiểu như tôi bị bệnh một thời gian dài vì đệ tử đó quá gần. Một kết nối tốt, một kết nối rất gần. Và nếu tôi trả thần thông đó lại, thì người đó sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Hoàn toàn trở thành cát bụi. Không còn tồn tại, thậm chí linh hồn đó vĩnh viễn không còn hiện hữu. Nên đôi khi cứ phải chịu đựng. Nhưng rồi người đó cũng không thể thoát khỏi nghiệp chướng. Và họ nghĩ, không có gì xảy ra với mình, mà đã cố gắng làm hại bà ấy, nhưng bà ấy không thể làm gì mình. Và mình vẫn an toàn. Nhưng cô ta không biết, khi thời điểm đến, họ vẫn phải đọa địa ngục. Rất sâu, rất tối, mãi mãi. Vì vậy, trong 3 giây, tôi đã phải ngừng mọi thứ, có khi 3-4 phút, có khi chỉ vài giây. Khi tôi nhận được thông điệp này thì gần như quá muộn. Do tôi bận nên không phải lúc nào cũng nhận được thông điệp. Nên tôi cần phải ngừng mọi thứ và nhập định sâu. Để thương lượng. Không dễ dàng như ngồi đây nói, tôi tha thứ cho cô ta, tôi tha thứ, không vấn đề gì. Không làm được như vậy. Mình phải thương lượng, phải mất mát một cái gì đó, phải đánh đổi cái gì đó, chính mình phải bị thương tổn, hay gì đó, để người đó được tự do. Nhưng đây là một trường hợp may mắn, là tôi đã được thông báo, có mặt, và không bận biểu, và có thể nghe thông điệp rằng một đệ tử cũ đang sám hối và sẽ đọa địa ngục trong 3 giây nữa. Xin hỏi, sư phụ có tha thứ không? Bình thường tôi không bận, nhưng lúc đó bỗng nhiên trở nên bận rộn. Nên đôi khi tôi muốn gặp quý vị, nhưng sau đó tôi bận. Có chuyện đột ngột như vậy. Và tôi không thể đi ra. Đêm qua tôi đã hứa với quý vị nhưng lại không thể ra gặp. Có điều gì đó đã xảy ra. Vì vậy, đôi khi tôi quá mệt mỏi, nên tôi hỏi thiên đàng. Tại sao ngay cả đệ tử của tôi cũng muốn hại tôi? Và họ khuyên tôi làm điều này điều kia. Có lẽ sẽ giúp đề phòng hoặc bảo vệ tôi khỏi lời nguyện bí mật của đệ tử. Đó chính xác là lời của thiên đàng. Tôi trích dẫn lời nguyện bí mật của đệ tử. Tôi nói, tại sao lại có lời nguyện bí mật? Tại sao? Tôi đã làm gì họ? Tôi có nợ họ điều gì ở kiếp trước không? Tôi đã làm hại họ theo cách nào đó sao? Vậy thì tôi sẵn sàng trả nợ. Họ nói không, không, không. Và tôi lại trích dẫn lời thiên đàng. Những người tầm đạo chân chính rất hiếm. Tôi trích dẫn lời đó từ thiên đàng, kết thúc trích dẫn. Vài người trong số quý vị, đôi khi bị điên, bị ma nhập. Bất cứ ai đi ra ngoài nói rằng họ đã thành Phật này nọ rồi. Làm ơn, đừng mơ tưởng. Làm minh sư không dễ. Nổi tiếng với bất kỳ hình thức nào cũng đã không dễ rồi. Đừng nói đến việc làm minh sư và thu nhận đệ tử. Cô đó nói là đã giúp ai đó vì cô ấy cảm thấy họ cần được giúp đỡ, nên cô ấy muốn giúp họ để họ được tự do và thăng hoa, vân vân. Nhưng sau đó cảm thấy nghiệp chướng đến. Không cảm thấy nghiệp chướng đến. Mới kỳ lạ đó. Chỉ đừng làm bằng ngã chấp, nhưng nó vẫn có ảnh hưởng. Hãy làm với cảm giác là sư phụ làm, thì quý vị sẽ thoát khỏi nghiệp. Đừng bao giờ cảm thấy là quý vị làm thì quý vị mới được tự do. Giao nó cho sư phụ và để sư phụ chăm sóc người đau khổ hoặc bất cứ nghiệp nào. Đó là bí quyết. Chỉ cần giao nó cho sư phụ. Đừng bao giờ tự gánh lấy bởi vì chúng sinh trên địa cầu mang nghiệp chướng sâu dày. Có những quan niệm xấu và bị đầu độc đời đời kiếp kiếp. Họ không thể tránh được.
Họ không thể tránh được. Ma vương, lực lượng của ma quỷ đã và đang hủy hoại họ, gây tổn hại cho họ rất nhiều. Vì vậy, ngay cả những minh sư đến rồi đi, Chúa Giêsu, Đức Phật, những đức tiên tri, vô số đức tiên tri, minh sư đến rồi đi, mà con người vẫn quanh quẩn và tái sanh hết lần này đến lần khác, từ thân phận này sang thân phận khác. Nếu giúp bất kỳ ai, hay là nhảy xuống địa ngục, cứu mọi người dễ dàng như vậy, thì tất cả minh sư đã ngồi thoải mái, không làm gì cả. Quý vị hiểu ý tôi không? Dạ hiểu. Chà, chỉ một câu hỏi nhỏ mà tôi nói nhiều vậy. Chỉ để quý vị hiểu, chỉ một câu trả lời thôi thì không đủ. Tôi phải đưa ra những ví dụ và đủ thứ để quý vị hiểu rõ ràng và làm cho đầu óc quý vị hiểu tường tận, linh hồn quý vị hiểu biết mọi điều, nhưng đầu óc quý vị không hiểu. Và chính đầu óc quý vị là thứ mà linh hồn phải đối phó để được giải thoát. Nếu tôi chỉ giải quyết trực tiếp với linh hồn, quá dễ dàng, linh hồn hiểu hết mọi điều, chỉ là cần phải đi qua đầu óc để hành động. Và chúng ta vẫn cần đầu óc để làm việc ở đây. Và linh hồn phải làm việc qua đầu óc để giúp thế giới hoặc không giúp thế giới. Thành ra chúng ta mới có vấn đề. Bây giờ quý vị hiểu chưa? Dạ hiểu ạ. Còn câu hỏi nào nữa không? Cô hài lòng rồi chứ? Dạ, cảm ơn sư phụ. Xong rồi hả? Dạ. Còn người nào khác không? Nhưng tôi rất vui là cô đã hỏi để tôi có thể giải thích. Nếu không, tôi sẽ không nghĩ tới tất cả những điều này và kể cho quý vị nghe những điều đã xảy ra từ lâu và tôi đã quên rồi, chẳng hạn như câu chuyện 3 giây hoặc 3 phút. Chuyện xảy ra cũng lâu rồi nhưng tôi chưa kể với quý vị vì không phải lúc nào cũng nhớ, tôi bận rộn với nhiều việc khác. Vậy thì cảm ơn cô. Tôi nghĩ tất cả họ đều cảm ơn cô vì một câu hỏi hay. Còn câu hỏi nào nữa không? Để tôi có một quyển lịch khác. Thưa sư phụ, anh ở đâu? Giơ tay lên. Đằng kia, góc đằng kia. Nói tôi nghe. Con cần thông dịch viên, con nói tiếng Anh không giỏi. Anh không nói được tiếng Anh. À, anh là người nước nào? Người Nhật. Người Đại Hàn. Đại Hàn. Dạ, con là người Đại Hàn. Được rồi, dịch từ tiếng Đại Hàn. Anh nói, cô ấy thông dịch. Con xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến sư phụ. Ngài đang làm việc rất cực nhọc cho mối quan hệ giữa Bắc Hàn và Nam Hàn vì hòa bình. Vâng, một cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa hoàn toàn giữa Bắc Hàn và Hoa Kỳ là cần thiết cho mối quan hệ hòa bình giữa Bắc Hàn và Nam Hàn hiện nay. Đối với cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa đó, nỗ lực và sự trợ giúp của Tổng thống Moon Jae-in là rất cần thiết. Vì vậy, con thắc mắc, liệu cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Bắc Hàn và Hoa Kỳ có thể diễn ra trong nhiệm kỳ của Tổng thống Moon Jae-in không? For reunification of North and South Korea, the important thing is that North Korea and America has to deal with the denuclearization of North Korea. And President Moon Jae-in is trying hard for it, but what he can do more? Ông ấy có thể làm gì hơn nữa, nhưng nhà lãnh đạo Bắc Hàn đã hứa rằng ông sẽ làm. Dù sao thì ông ấy cũng không muốn vũ khí hạt nhân. Ông ấy sẽ phá hủy nó. Ông ấy nói ông sẽ xóa sổ mọi dấu vết của chiến tranh. Ông ấy sẽ phi hạt nhân hóa mọi thứ. Dạ, xin cảm ơn sư phụ. Một câu hỏi nữa. Tại sao anh ấy không biết điều đó? Anh ấy không biết điều đó sao? Anh ấy không đọc báo hả? Anh ấy không xem trên TV à? Tôi biết nhiều hơn anh hả? Tôi không phải là người Đại Hàn. Gần đây, chúng tôi thậm chí phát sóng trên truyền hình vào tuần sau. Đồng chí Kim Jong-un, kính mến, ông ấy nói, tôi là một người chồng. Ông ấy nói, ông là một ông chồng và ông cũng là một người cha. Ông ấy không muốn con mình phải sống với vũ khí hạt nhân cả đời họ. Vậy đã quá rõ ràng rồi, sao anh còn hỏi tôi?
Tổng thống Moon Jae-in đã cố gắng hết sức và họ cũng đang cố gắng hết sức rồi. Tổng thống Moon Jae-in không còn phải làm gì nhiều về phi hạt nhân hóa nữa, bởi vì nhà lãnh đạo Bắc Hàn đã hoàn toàn muốn điều đó xảy ra. Vậy sao anh ấy còn hỏi tôi câu hỏi này? Bởi vì mối quan hệ giữa Bắc Hàn và Nam Hàn có thể đi vào bế tắc nếu một đảng khác lên nắm quyền sau nhiệm kỳ của Tổng thống Moon Jae-in. Tôi hiểu. Và có thể lập trường của họ sẽ thay đổi. Vì vậy đó là lý do anh ấy hỏi. Tôi hiểu. Điều đó còn tùy vào người dân Đại Hàn và thế giới nữa. Và nghiệp của người Mỹ. Và. Nhưng tôi nghĩ Tổng thống kế tiếp, bất cứ ai, Tổng thống Moon Jae-in không thể làm thêm một nhiệm kỳ nữa sao? Không thể được bầu một lần nữa à? Ở Đại Hàn Tổng thống không thể. Chỉ một lần thôi hả? Dạ. Nhưng ông ấy sẽ có người kế nhiệm. Ông ấy sẽ có người kế nhiệm được chỉ định. Và họ sẽ thực hiện chính sách tương tự. Xin cảm ơn sư phụ. Dịch đi. Anh ấy có thông dịch hả? Xin cảm ơn sư phụ. Được, thiên nhĩ. Được rồi, tốt. Bản thân tôi có thể giúp thêm một chút nếu tôi có thêm thời gian để thiền cho riêng đất nước Đại Hàn của anh, nhưng tôi không có nhiều thời gian. Mọi người lấy một phần của tôi, mọi thứ không như mình thấy. Tôi nói với anh điều này để giải thích cho anh. Tất cả mọi thứ chỉ đến với sư phụ của vị thôi. Tôi không ngại khổ, không ngại đau, nhưng nếu cứ tiếp tục thì làm sao tôi có thời gian để làm nhiều việc khác khẳng thiết phan cấp bách hơn. Nếu tôi có làm vui lòng người ta hoặc cứ lịch sự, yêu thương và tử tế thì tôi không còn thời gian nào cả. Có sự khác biệt giữa tình thương và lòng từ bi. Có sự khác biệt sự cứu rỗi bên trong và phép lịch sự hay hành động quan tâm bên ngoài đối với một nhóm thay vì cho cả thế giới. Và quý vị giống như những đứa trẻ không biết gì cả. Chỉ quá vô tư lự, không sao, tôi không muốn quý vị phải trải qua bất kỳ khó khăn, khổ sở hay đau đớn nào. Nhưng hãy biết rằng đừng tiếp tục cầu những điều không thật sự tốt cho thế giới hay vũ trụ nói chung. Có thể nó tốt cho một nhóm hoặc tốt cho quý vị, nhưng không tốt cho những người khác. Tôi đã có rất nhiều công việc trong phạm vi riêng của mình, như công việc tâm linh, chăm sóc quý vị và chăm sóc truyền hình vô tượng sư cho thế giới rồi. Mỗi công việc khác thêm vào đều là gánh nặng thêm cho tôi và chiếm thời gian quý báu của tôi. Quý vị có hiểu không? Dạ hiểu ạ. Thời giờ của tôi được tính bằng giây. Quý vị không biết đâu. Vì bên ngoài, quý vị chỉ làm việc mỗi ngày và quên rằng thời gian trôi nhanh, quý vị còn trẻ, hầu hết còn trẻ, và không hiểu thời gian đối với tôi quý báu thế nào. Ngay cả sáng nay, không chỉ bây giờ, khi tôi ráng mặc trang phục và thoa một chút phấn lên mặt, tôi đã nghĩ, ước gì họ còn trẻ, mình có tất cả lực lượng và trí huệ này. Khi thể lực và thời gian còn nhiều hơn. Và tôi đã khóc. Bây giờ vẫn còn cảm thấy muốn khóc. Nhưng nó là thế. Và bây giờ, mọi người muốn lấy một chút thời gian của tôi. Người ta mời tôi đi đây, mời tôi đi đó. Tôi phải từ chối và từ chối. Vì vậy, thêm mỗi việc thì thêm gánh nặng, không vui chút nào. Tôi không luôn thể hiện điều đó trước công chúng. Có hai mặt. Tôi mỉm cười, vui hưởng mọi thứ, nhưng mặt kia nó khác. Nên đừng nghĩ quá dễ dàng chỉ để vui hưởng. Tôi không thích bất cứ gì trên thế giới này nói gì biết sự thật. Không có gì ở đây mà tôi không thể vứt bỏ. Tôi làm mọi điều chỉ vì thế giới, để giúp con người. Nếu muốn, tôi có thể đi bất cứ đâu.
Bất cứ lúc nào vào xem, màn trình diễn của quý vị ở đây cũng đẹp không kém. Tôi không cần phải đi đâu cả. Ngay cả màn trình diễn của quý vị, tôi cũng chỉ đó vì lợi ích của quý vị. Nếu muốn xem bất cứ gì thì tôi đi đến nhà hát. Tôi có thể xem phim. Tôi thậm chí không có thời gian để xem bất kỳ bộ phim nào hoặc bất cứ tin tức nào bên ngoài, ngoại trừ làm việc cho truyền hình Vô Tận Sư và cho quý vị và bất cứ điều gì liên quan đến họ chúng ta và thế giới. Lâu rồi tôi chưa xem bộ phim nào, ít nhất là một năm nay. Và trước đó một năm tôi cũng không xem gì cả. Khi đội ngũ truyền hình Vô Tận Sư mới đến, tôi đã xem cùng họ một thời gian. Mỗi tuần một lần hoặc đại khái vậy, nhưng chỉ vài tuần vì công việc thôi rồi không xem nữa. Kể từ đó không xem nữa. Tôi không có thời gian. Ngoài ra tôi không thích. Dù tôi có thích đi nữa, cũng không có thời gian, không thể làm. Đôi khi vào ban đêm, tôi trở về nhà sau khi làm vui lòng mọi người là tôi lăn đùng ra. Tôi thật sự muốn thiền nhưng tôi lăn đùng ra. Nếu đang cầm một cái remote, quạt từ xa hoặc gì đó, tôi cũng làm rớt chúng và tôi cũng ngã lăn ra. Nên tôi không dám ngồi trên bất cứ cái gì cao để tránh bị ngã. Thấy không? Tôi phải giải thích tất cả điều này. Quý vị luôn moi ra mọi thứ, mọi bí mật của tôi. Được rồi, còn gì nữa không? Bởi vì nếu tôi không nói, quý vị không hiểu. Và rồi nghĩ rằng tôi nghiêm khắc với quý vị hoặc tôi không muốn gặp quý vị hoặc tôi bỏ bê quý vị, vân vân. Nên tôi phải nói cho quý vị biết. Tôi không định đến đây để nói với quý vị điều này, không. Nó không nằm trong kế hoạch của tôi. Tôi chỉ muốn đi ra để khen những người đã nhận người vô gia cư. Chỉ để mọi người khác thấy đó làm gương. Nếu có thể, không chỉ ở Đài Loan Formosa, mà ở khắp mọi nơi quý vị nhận người vô gia cư một hoặc hai, tùy vào quý vị có phòng hay không, họ sẽ rất vui khi được sống trong nhà để xe của quý vị, miễn là ấm áp và được bảo vệ khỏi thời tiết xấu, có quần áo để mặc, thức ăn để ăn. Đúng không? Có ai muốn hỏi không? Được, cô đó. Hello, Master. Hello. Kính chào sư phụ, chào. Đầu tiên con xin chia sẻ một điều với các anh chị em đồng tu của trung tâm Seoul. Và con xin hỏi sư phụ một câu, dịch tên nghe. Hôm qua con giúp sư phụ mặc trang phục đại hàng. Hôm qua, sau đó sư phụ tặng trang phục của Ngài cho trung tâm Seoul để làm kỷ niệm. Hôm qua, con cầm những trang phục đó và chỉ nói điều này với liên lạc viên nên con xin chia sẻ câu chuyện này với các anh chị em đồng tu của trung tâm Seoul. Sau đó, ta tặng trang phục cho cô ấy, bảo cô ấy đưa cho trung tâm siêu để làm kỷ niệm. Tôi biết điều đó vì tôi đã tặng cho cô ấy. Vậy thì câu hỏi của cô ấy là gì? Vâng, hôm qua, sư phụ đã thay trang phục trong một điều kiện rất không dễ chịu và mặc dù trời rất nóng. Vì không phải chỉ mặc một hay hai bộ đồ, con đã tận mắt chứng kiến rằng sư phụ đã chịu đựng tất cả điều đó vì hòa bình tại Đại Hàn. Xin cảm ơn sư phụ. You're welcome. Không có chi. Hơn nữa, có quá nhiều muỗi vì ở trên núi. Nhiều muỗi. Họ cắn cô ấy à? Dạ, không, không. Cắn tôi à? Dạ, chắc chắn rồi, tôi bị cắn rất nhiều, ngạc nhiên thay. Rồi sao nữa? Khi sư phụ âu yếm ôm những người đại hàn, con thấy họ có cảm giác như thế. Họ đang gặp cha mẹ ruột của họ. When Master was hugging Korean artist, she could tell that they were feeling so touched inside, like their real parent was hugging them. Who? Hugging who? Korean artist. Oh, okay, okay. Nhưng chúng con, những đệ tử của sư phụ, đã nhận được
rất nhiều tình thương của Ngài, nhưng không đủ tốt. Con rất xin lỗi vì chúng con không thể lãnh thêm gánh nặng cho Ngài. For supporting you, like she could not support you well, so she feel very sorry for Master. How does she know how much she has to support? She helped. Bằng cách nào? Làm sao cô biết cô ấy phải hỗ trợ bao nhiêu? Tôi không mong đợi bất cứ điều gì, bởi vì trang phục đại hàng tôi không thể mặc một mình, nên tôi phải nhờ một người đại hàng giúp tôi. Họ biết cách vậy thôi. Họ đề nghị, trung tâm siêu ân đại hàng đề nghị thư sư phụ chúng con gửi đến Ngài một người phòng khi Ngài cần mặc trang phục đại hàng. Cho nên tôi đã nhờ cô ấy giúp. Hôm qua lẽ ra con nên giúp Ngài chu đáo hơn. Con muốn hỏi, có phải vì ma vương mà con không làm được chu đáo không? Speak with you, communicate with you better, but she could not do well, so she was wondering if that's the effect of Maya. Never mind, it's gone. Whatever. Đừng bận tâm, đã xong rồi. Dù gì ma vương hay không, thì cũng đã qua rồi. Cô ấy cứ khóc suốt, tại sao vậy? Thật tốt là cô ấy có thể giúp tôi, và chúng ta đang mừng hòa bình đại hàng. Không có gì tệ, tại sao cô ấy lại khóc? Hỏi cô ấy đi. 그렇게 의상을 입고 옆에 계속 계실 수 있었으니까 좋은 일 아니냐고 말씀하십니다. Yeah, how many people want to help me and cannot? Có bao nhiêu người muốn giúp tôi mà không được? Explain. Giải thích. Many 사람들이. Ah, they have yeah. Translation. Sorry, sorry. Yeah. Họ có phiên dịch tiếng của họ. Xin lỗi, xin lỗi. Mai mà trung tâm Seoul gửi ghi chú như vậy. Nếu không thì tôi đã quên mất. Tôi sẽ không nhớ rằng ai đó có thể giúp tôi, và sau đó có lẽ tôi sẽ mất nhiều thời gian hơn để mặc trang phục. Và đôi khi phải để nó phía sau hoặc phía trước. Ôi trời ơi, làm phụ nữ rất phức tạp. Rất 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 phức tạp. Làm phụ nữ xinh đẹp quá phức tạp, rất 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 phức tạp. Ta nói muốn trở thành phụ nữ xinh đẹp rất phức tạp. Vì đại hàng mà tôi làm tất cả điều đó. Tôi thà mặc bất cứ gì như bình thường, đơn giản và trong kín đáo. Như vậy là đủ tốt rồi. Và lịch sự là đủ tốt rồi. Thôi không sao, trong đời không phải lúc nào chúng ta cũng làm điều mình thích. Mình cứ làm điều gì tốt cho tha nhân. Người dân đại hàng trong ngày quan trọng của họ, họ sẽ vui hơn khi nhìn thấy tôi trong trang phục của họ. Và tôi cũng đã yêu cầu người phụ trách sắp xếp người đại hàng ngồi đằng trước. Đằng trước nhất. Vì đó là ngày của họ, ta đã nói như vậy. Vì vậy, họ đã sắp xếp cho tất cả người đại hàng ngồi phía trước càng tốt. Và dĩ nhiên, họ chọn những người mặc trang phục. Mặc trang phục đẹp hơn cho dịp này. Không phải chúng tôi phân biệt quý vị nên mặc trang phục đẹp hơn hay không. Chỉ là ngày đó, nếu ai mặc trang phục đẹp, chúng tôi sẽ sắp xếp họ ngồi phía trước mặc trang phục truyền thống đại hàng. Và tôi cũng mặc. Trời rất nóng. Tôi đã đổ mồ hôi nhỏ giọt khắp bên trong người. May là trang phục đại hàng có nhiều lớp, nên quý vị không nhìn thấy mồ hôi, nếu không nó sẽ dính khắp người tôi. Như keo. Bên trong nhiều lớp, nên có đổ mồ hôi cũng không thấy. Người đại hàng rất thông minh. Nhìn đẹp, nhưng mát, không đổ mồ hôi, không hề. Có thể nói không đổ mồ hôi, nhưng đang đổ mồ hôi khắp người. Tôi muốn hỏi cô ấy một câu. Hôm qua tôi cho vịt ăn, cô ấy cũng khóc. Tôi không biết tại sao. Mọi thứ đều vui vẻ mà cô ấy khóc. Lúc đó cô ấy đã đó rồi, vì tôi đưa cô ấy về để cô ấy cũng giúp tôi cởi trang phục. Như vậy nhanh hơn là tôi tự mò mẫm do không quen. Và rồi tôi cũng muốn tặng bộ trang phục đó cho trung tâm Seoul. Dĩ nhiên tôi cũng có thể tặng cho nhiều trung tâm thiện khác, nhưng Seoul là thủ đô.
Nếu ai muốn xem, thì họ có thể đến đó. Tôi muốn tặng họ bộ trang phục đó để nhắc họ về lễ kỷ niệm một năm thống nhất hòa bình của Đại Hàn. Vì vậy, tôi muốn cô ấy đi cùng để đưa trang phục đó cho cô ấy. Nhưng trước đó, tôi chỉ khoác vội chiếc áo choàng tắm, rồi đi ra ngoài cho vịt ăn, và cô ấy đi theo tôi ra ngoài. Vịt và cá ở bên ngoài. Tôi nói hôm nay chúng ta ăn mừng, các con cũng nên ăn mừng. Tôi cho họ bánh mì. Bánh mì đã cắt nhỏ, tất cả sẵn sàng. Anh nhà bếp luôn luôn chuẩn bị một ít bánh mì nướng, như bánh mì vuông nhưng làm từ bột nguyên cám, và họ cắt rất nhỏ cho tôi, cỡ các đốt ngón tay. Khi đi đến đó, tôi lấy cái túi, rồi sau đó thảy cho họ cá và vịt cùng ăn. Có thể không phải là thức ăn của họ, nhưng họ rất thích. Hàng trăm chú cá nhảy tung tăng mỗi khi tôi đi ra, và họ ăn cùng nhau. Thế mà cô ấy cũng khóc. Đó đâu phải là dịp buồn, phải không? Đại Hàn hòa bình đâu phải là dịp buồn. Và tôi tặng bộ trang phục cho trung tâm Seoul cũng không có gì buồn. Thế mà cô ấy khóc, và tôi cho vịt ăn chẳng liên quan gì đến Đại Hàn cũng khóc. Tại sao? Hỏi cô ấy tại sao? Cá vui, vịt vui. Họ đang ăn như một đại hội lớn. Tại sao cô ấy lại khóc? Và bây giờ cô ấy không nói được. Vậy mỗi khi có dịp vui, tôi không dám đưa cô ấy đi nữa. Lúc đó tôi lo lắng nói, có vấn đề gì vậy, chuyện gì vậy, có gì sai không? Cô ấy cũng không nói được. Nên cho đến bây giờ, tôi vẫn không biết tại sao cô ấy lại khóc. Có lẽ cô ấy không thích cá. Hay là không thích vịt. Vậy thì là gì? Dạ không, con cảm động trước các sư phụ làm gương, âm thầm ngay cả khi đối mặt với những hoàn cảnh bất lợi như thế. Và con biết sư phụ đã hy sinh cho con nhiều như thế nào, nên con cần phải nói lời cảm ơn và xin lỗi. Nhưng con không biết liệu có nên bày tỏ vào lúc đó hay là con nên chờ. She knows how hard you tried for the event and like how much effort you put into event, and she knows how much you sacrificed for her. So she didn't know how to express her feeling, or if she should wait till expressing her feeling. So she was just crying there. Tôi đã làm gì cho cô ấy? Cô ấy đã giúp tôi mà, sao cô ấy lại nói hy sinh cho cô ấy? Tôi đâu có hy sinh cho cô. Tôi chỉ cần cô giúp tôi mặc trang phục khó khăn đó. 어제 스승님을 도와주신 건 사전님이신데 왜 왜 사전님께서 우셨냐고 물으세요. Tôi đâu có hy sinh cho cô, xin lỗi nha. Ấn tượng nhầm rồi. Dù sao quý vị không biết trang phục Đại Hàn nhìn đẹp, phải không? Nhưng rất khó mặc. Cần phải mặc đúng cách, nếu không trông sẽ buồn cười. Hoặc không mặc được gì cả. Nhưng một khi mặc vào, thực sự trông rất vương giả. Và họ có thể mặc trang phục này theo một kiểu khác, cách khác. Nhưng trông vẫn giống Đại Hàn. Người ta vẫn nhận ra đó là Đại Hàn, chắc chắn. Họ sẽ không nhầm nó với sự xám Trung Quốc, hay là áo dài là Việt Nam, hoặc là kimono Nhật Bản, hay là bất cứ trang phục nào khác. Rất độc đáo. Dù họ tạo ra một kiểu khác, hoặc một cách mặc khác, vẫn như nhau, kiểu Đại Hàn. Hôm qua, quý vị đã thấy nhiều phong cách khác nhau của Đại Hàn, nhưng vẫn biết đó là trang phục Đại Hàn. Dạ, ta thích lắm. Chỉ là cũng cần một người giúp mặc. Cần ai đó gần bên giúp để quý vị không thể tự gấp nó. Phải gấp nó đúng cách, nếu không nó sẽ nhăn. Phải trèo nó thật đúng cách, nếu không thì không thể mặc. Và mặc xong thì phải biết cách giặt. Tôi không biết loại máy nào phù hợp để giặt áo đó, nhưng thật sự rất ấn tượng. Nó chỉ dành cho hoàng gia, tôi không thể mặc mỗi ngày. May là tôi không ở Đại Hàn, nếu không tôi sẽ phải thường xuyên mặc trang phục đó và sẽ phải hy sinh cho người khác như cô ấy. Rồi nhìn thấy khóc hoài. Đừng khóc nữa, cô phải vui lên, trời ơi. Lúc đó tôi đã rất vội vã. Vì cô ấy nói với tôi, cô ấy báo trước với tôi rằng phải mất ít nhất nửa tiếng để mặc trang phục đẹp đó. Nửa tiếng, đúng thế. Quý vị mặc quần áo mất bao lâu? 5 phút phải không? Bộ này 5 phút là tối đa. Cho nam và cả nữ. Hôm nay tôi không biết ai là nam, ai là nữ mà mặc giống nhau. Tất cả đều quần jean và áo thun. Cho nên 5 phút hoặc tối đa là 10 phút phải không?
mất nửa tiếng để khoác lên người bộ trang phục đại hàn để quý vị hiểu nó phức tạp như thế nào. Và nếu tôi chỉ có một mình thì sẽ mất ít nhất nửa ngày. Đó là nếu tôi có thể mặc được. Mà là đồng tu sư huynh biết điều đó. Họ nói thưa sư phụ, trong trường hợp sư phụ cần tới, dĩ nhiên là tôi cần rồi, không phải trong trường hợp hay là ngoài trường hợp. Tôi không bao giờ có thể mặc được. Không ai có thể. Có lẽ người đại hàn họ có mẹo để mặc không biết nữa, nhưng tôi không quen. Và tôi vốn đã vội rồi, dĩ nhiên. Trước đó tôi phải ký giấy tờ và kiểm tra nhiều tài liệu và đang tập trung làm việc đó. Và may là tôi đã đặt báo thức. Ôi trời ơi, phải đi thôi. Ồ, ít nhất nửa tiếng để mặc trang phục. Rồi trang điểm. Ôi trời ơi, phải chạy thôi. Tôi suy nghĩ như thường lệ. Bởi vì khi làm việc mỗi ngày, mình chỉ nghĩ những điều bình thường. Nhưng hôm qua thì khác. Tôi nghĩ, sau khi tôi làm xong mấy việc giấy tờ mà có rất nhiều, thì tôi sẽ tự thưởng cho mình với bữa sáng đang đợi. Nhưng tôi nói không, không, mình phải đi. Trời ơi, mình không thể. Và tôi đã chạy đến đó. Rồi cô ấy quá lo lắng về nhiều thứ. Tôi yêu cầu cô ấy đến và cô ấy đến. Tốt. Sau đó, thay vì tập trung vào việc giúp tôi mặc, cô ấy là nói thưa sư phụ, con cảm ơn ngài vì tôi không nhớ điều này, điều kia. Tôi nói, ồ, thôi, xin đừng nói, chỉ cần làm việc thôi. Chỉ cần giúp tôi mặc trang phục. Thôi, không có thời gian. Cô có thể cảm ơn tôi sao? Nhưng cô ấy cứ tiếp tục. Sau đó cô ấy cũng giải thích cho tôi về lịch sử của cách mặc trang phục này và đủ thứ. Tôi nói, ồ, để sao, làm ơn, hãy mặc nó trước. Ta phải hy sinh bấy nhiêu thôi. Đây cũng là một vấn đề mà tôi không thể có người giúp việc để giúp tôi. Những người xung quanh tôi, họ không biết gì cho một dịp đặc biệt. Những người giúp việc của tôi chỉ có thể cho người thân chó ăn. Có thể đôi khi họ giúp tôi mang những vật nặng vào nơi tôi ở vì tôi không thể làm việc đó một mình, ví dụ vậy. Nhưng nếu họ giúp tôi mặc trang phục đại hàn, thì tôi nghĩ cả hai chúng tôi sẽ mất khóc và màn trình diễn sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng nếu tôi nhờ ai đó, chẳng hạn như cô đó, chưa bao giờ gần với tôi như vậy, chưa bao giờ giúp tôi bất cứ việc gì, thì họ bắt đầu với lịch sử đời họ. Trời ơi, lúc đó tôi nghĩ, xin hãy quên tôi là sư phụ, chỉ cần giúp tôi mặc trang phục đó. Bây giờ không phải lúc đó. Nhưng trong lòng tôi cũng lo là nếu tôi nói với cô ấy như vậy, tôi không muốn nghe lời khuyên và lịch sử của cô ấy. Có lẽ cô ấy sẽ cảm thấy bị tổn thương. Rồi những chuyện bất tận. Cho nên tôi không dám nhờ ai giúp cả vì điều đó, bởi vì họ không làm việc ăn ý với tôi. Họ chỉ có một mục tiêu. Ồ, nói chuyện với sư phụ, trời ơi, câu hỏi hiếm có, phải nói ngay bây giờ hoặc không bao giờ. Quý vị phải nói để làm gì? Tôi biết quý vị thương tôi, biết quý vị cảm kích, tôi biết hết rồi. Nếu cần thì viết thư trước, rồi đưa cho tôi, và tôi sẽ đọc sau, để tôi biết quý vị thương tôi, biết quý vị cảm kích, biết chuyện này, chuyện nọ, và tất cả chuyện đời quý vị. Tôi không có thời gian. Chào ơi, quý vị không thấy điều đó sao? Thậm chí trong một dịp như vậy, bất kỳ đứa trẻ 5 tuổi nào cũng sẽ thấy rằng tôi đang vội vã và chịu áp lực về thời gian, và đủ loại áp lực khác, nhưng quý vị không biết, phải không? Quý vị tưởng là minh sư thật tuyệt, luôn ngồi trên ghế cao, và mọi người dương mắt nhìn, và minh sư nói không ngừng với quyển lịch của ngài. Không, không phải như thế đâu. Có những thứ đằng sau mà tôi phải lo liệu để sự kiện này diễn ra vào ngày hôm qua, để mọi người vừa hưởng sự bình an và vui vẻ như thế. Không chỉ mình tôi phải làm vất vả hậu trường, mà nhiều anh chị em đồng tu ở Đài Loan, Formosa đã phải đóng cửa nhà hàng để đến đây lo việc bếp núc hoặc là phục vụ. Họ phải nghỉ một ngày, nghỉ thêm để đến đây làm vệ sĩ phụ, bảo vệ phụ cho ngôi nhà, cho ngọn núi. Bởi vì nơi của chúng tôi rất lớn, và những người này họ rất sợ hãi. Họ cũng làm tôi sợ điều gì đó có thể xảy ra. Vì vậy chúng tôi phải đề phòng, vì phòng bệnh luôn tốt hơn chữa bệnh. Cho nên thà cứ phải làm vậy. Nhiều người đã hy sinh, họ phải nghỉ một ngày. Không dễ để nói như tôi muốn nghỉ một ngày vào tuần tới hoặc trong vài ngày tới.
Một số người có công việc quan trọng trong xã hội, chứ không chỉ làm nội trợ. Ngay cả các bà nội trợ cũng có khó khăn. Nếu có con và chúng bất thình lình bị bệnh thì quý vị không nghỉ được. Cần phải ở đó vì đứa trẻ. Nhiều chuyện xảy ra trong đời bất cứ lúc nào. Không phải luôn như ở đây rất an bình và thảo luận mọi điều. Quý vị phải thức tỉnh. Hãy biết nghĩ đến người khác chứ không phải lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình. Tôi không cần quý vị nói với tôi rằng quý vị rất vui, vinh dự và được đặt ân giúp tôi mặc trang phục này. Tôi biết điều đó rồi. Và dù tôi không biết thì có sao, có gì quan trọng đâu. Tôi đã vội vã để tôi có thể đúng giờ hôm qua. Nhưng nếu tôi ngồi đó để cô ấy nói xong câu chuyện, thì tôi sẽ không gặp quý vị. Nếu tôi rất lịch sự, nhỏ nhẹ, dịu dàng và nói, ô, vậy hả? À, vậy à? À, chào ơi, tốt, hoan hô. Thì quý vị nghĩ tôi sẽ làm công việc của tôi ra sao? Vậy nếu tôi có làm quý vị buồn lòng trong tình huống như thế, thì xin vui lòng thứ lỗi cho tôi ngay lập tức và ngậm miệng lại. Điều tốt nhất, quý vị có thể làm cho tôi khi quý vị ở bên cạnh tôi, khi giúp tôi việc gì đó, chỉ là ngậm miệng. Một chữ ngậm. Tôi không cần quý vị cảm ơn tôi hoặc nói rằng quý vị được đặc ân và vinh dự giúp tôi mang giày. Trời ơi, mấy chuyện đó là cái gì đâu chứ? Thỉnh thoảng, quý vị giúp một bà lão yếu đuối mang giày thì có gì to tát đâu. Có phải là chuyện to tát không? Nếu thấy ai đi trên đường, ngoài kia, có thể váy bị tuột vì lý do nào đó, hoặc đôi giày bị rơi ra, vì đó là một bà lão, thì quý vị sẽ không giúp bà ấy sao? Dạ có, đúng giống vậy. Tôi là một bà lão, tôi cần một chút trợ giúp. Nếu cứ thế này thì tôi không dám nhờ ai nữa, thành ra tôi không có ai giúp cả. Ngoài ra, bất cứ khi nào có ai đến làm việc trong nhà tôi, ví dụ như sửa cái gì đó hoặc bất cứ đâu hoặc thậm chí trong hang động của tôi, hang động quá nhỏ, quá thô sơ, đôi khi cũng cần người đến đó. Và chuyện không kết thúc ở đó, mà tôi luôn phải chạy trốn để họ không kể chuyện đời họ. Và tất cả sự biết ơn này có lẽ với tấm bản kỷ niệm vì đặc ân được sửa sàn nhà của tôi, ví dụ vậy. Tôi luôn chạy trốn bất cứ khi nào họ làm việc. Tôi phải bảo họ làm gì, cái gì, rồi tôi chạy. Nhưng vì thế mà đôi khi họ làm những việc mà lẽ ra họ không nên làm.